Xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc Khánh. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại địa điểm hội thảo này để có thể tìm hiểu các chương trình học tiếng Anh. Mình được biết ở Philippines thì sẽ có các khóa học mạnh về dạy một một, nên là sẽ giúp cho mình được khả năng phản xạ và có được một môi trường tốt, và mình có thể học hỏi và trao dồi bản thân nhiều hơn để có thể phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Ngày hôm nay thì mình đến đây thì cũng đã tìm cho mình được một ngôi trường ưng ý, một ngôi trường tailor có thể là cải thiện tiếng Anh của mình. Mình là đại diện từ Filinter Cebu Philippines, và hôm nay rất là vinh dự được Finlix mời tham dự fair của hội thảo du học. Mình thấy đây là một trong những cơ hội rất là hữu ích cũng như là quý báu để mà quý phụ huynh cùng với học viên có thể gặp gỡ đại diện trực tiếp, trao đổi với đại diện của các trường. Filinter rất là vinh dự để được tham gia vào quỹ học bổng của Finlix, và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn, quý phụ huynh cùng quý học viên tại Filinter, một trong những trường Anh ngữ lâu đời và chất lượng tại Cebu, Philippines.